Thưa quý vị, quân đội Nga vừa ngăn chặn thành công nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một kế hoạch chiến thắng gần Volchansk ở vùng Kharkov. Hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Andrei Marokko cho biết, gần khu vực Volchansk, kế hoạch của quân đội Ukraine đã thất bại. Trong tháng này, các chỉ huy Ukraine đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị của họ tiến hành một chiến dịch thắng lợi nhỏ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên trên thực tế, kế hoạch đó đã thất bại vì tuyến phòng thủ của chúng tôi mạnh hơn so với suy nghĩ của đối phương và trinh sát Ukraine đã sai lầm. Theo ông Marocco, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh nhiệm vụ chiến đấu cho phù hợp. Trong một diễn biến nóng, các lực lượng Nga đã phóng 27 máy bay không người lái UAV nhằm vào 5 khu vực của Ukraine dạng sáng 5 tháng 6. Các máy bay được phóng từ vùng lân cận thành phố Kursk của Nga và từ mũi Đa ở Crimea. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã chặn được 22 chiếc UAV. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã lần đầu tiên gọi Mỹ là kẻ thù, một động thái cho thấy quan hệ hai nước đang gia tăng căng thẳng. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng cụm từ này có báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Moscow với Washington hay không. Theo Đài RT, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã có bình luận về việc Mỹ tịch thu hộ chiếu của ông scott ritter cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến mỹ thanh tra viên vũ khí của liên hợp quốc đồng thời là cộng tác viên của rt khi ông này đáp chuyến bay tới tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế xanh petersburg ở nga ông peskov nêu rõ đây là biểu hiện mới nhất của chiến dịch điên cuồng nhằm ngăn cản công dân mỹ tương tác với liên bang nga chúng tôi hiện là quốc gia kẻ thù của họ tương tự họ cũng là quốc gia kẻ thù của chúng tôi Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ và các nước phương Tây hỗ trợ trang bị vũ khí cho Ukraine, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow là quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Sự thay đổi về giọng điệu của Điện Kremlin diễn ra sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Hãng tin AFP ngày 5 tháng 6 dẫn lời ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã bày tỏ sự hoan nghênh sau thông báo của Washington cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ. Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ít nhất 26 nước đã nhất trí tham dự hoặc tìm kiếm cơ hội tham gia hội nghị hòa bình Ukraine theo sáng kiến của Bắc Kinh. Ông Vương Nghị cũng cho hay 45 nước khác ủng hộ những ý tưởng về sáng kiến hòa đàm do Trung Quốc đề xuất. Ukraine đã mời Trung Quốc tham dự hội nghị thụy sĩ, nhưng chính quyền Bắc Kinh tỏ ý sẽ không tham gia vì phía tổ chức không đáp ứng được những yêu cầu do phía Bắc Kinh đưa ra. Một trong số này là cả hai phe của chiến sự cần có mặt tại cuộc hòa đàm. Một tuần trước, hãng thông tấn TASS dẫn lời ngoại trưởng nga Sergei Lavrov cho rằng Trung Quốc có thể chủ trì cuộc hòa đàm mà cả nga và ukraine có thể tham gia. Ông Alexander Pavlyuk. Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết, từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 6, các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu có sự tham gia của các đơn vị bộ binh, phòng không, chống phá hoại cùng nhiều thiết bị quân sự hạng nặng sẽ được tổ chức tại vùng Kiev và thủ đô Kiev. Nội dung tập trận bao gồm các hoạt động thực hành chiến đấu và các nhiệm vụ đặc biệt của một chiến dịch phòng thủ trong bối cảnh đối phương tích cực sử dụng các loại vũ khí tấn công và các nhóm trinh sát. Tư lệnh Pavliuk đã cảnh báo người dân về việc vận chuyển nhân lực và các phương tiện chiến đấu. Những cuộc tập trận kiểu này thường được tổ chức ở khu vực thủ đô Ukraine nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tăng gấp đôi một hợp đồng với hãng Lockheed Martin để cung cấp cho bộ này các hệ thống phóng pháo phản lực HIMARS, nâng giá trị hợp đồng từ 861 triệu đô la Mỹ lên thành 1,93 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng mua HIMARS này được công bố vào tháng 4, khi nó trị giá 861 triệu đô la Mỹ và được dự kiến kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Hợp đồng sửa đổi hiện có giá trị là 1,93 tỷ đô la Mỹ, với thời hạn kết thúc được đẩy sớm lên 2 năm so với mốc ban đầu. Ngoài phần cứng, nhà sản xuất vũ khí sẽ cung cấp cho Lầu Năm Góc các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Quân đội Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết về thương vụ này như người sử dụng đầu cuối của dàn pháo phản lực này hoặc số lượng cụ thể các bệ phóng. Tuy nhiên, các hợp đồng trước đây cho thấy chi phí cho một hệ thống HIMARS riêng lẻ dao động quanh mức 21 triệu đô la Mỹ. Thí dụ, hồi tháng 2 năm 2019, Ba Lan mua 20 bệ phóng HIMARS với giá tổng cộng là 414 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lô hàng mới mà Lầu Năm Góc định mua bao gồm khoảng 100 chiếc. Ngày 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Pháp vào dịp kỷ niệm 80 năm đi đây, ngày quân đồng minh đổ bộ đến bãi biển Normandy của Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6, Tổng thống Biden sẽ tham dự lễ kỷ niệm đi đây tại vùng Normandy, phía tây bắc nước Pháp và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại quốc gia châu Âu này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết bài phát biểu của Tổng thống Biden ở Normandy sẽ đề cập tới sự nguy hiểm của chủ nghĩa biệt lập. Ông Biden sẽ rút ra mối liên hệ từ hai cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh với việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho đến ngày nay. Về thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cân nhắc việc cử cố vấn quân sự đến Ukraine, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết khả năng sử dụng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine sẽ được hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Normandy trong tuần này, sau đó là tại cuộc họp của lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Italy vào tuần tới để thảo luận về tình hình ở Ukraine và cách thức hỗ trợ tiếp theo cho quốc gia này. Tổng thống Mỹ sẽ không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ ngay sau hội nghị G7 kết thúc. Thay vào đó, Phó tổng thống Kamala Harris và ông Jake Sullivan sẽ đại diện Mỹ tham dự hội nghị.